Ok. Và xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Bình Luận Viên Diaki. Và ngày hôm qua chúng ta đã vượt qua ngày đầu tiên của Poirot, cái vòng mà bên Nga là dịch tiếng Việt là vòng tăng tốc. Là có khá nhiều điều để chúng ta có thể nói về vòng tăng tốc này. Nhưng mà đầu tiên ấy, chúng ta phải hiểu rằng cái vòng tăng tốc này ấy, có rất nhiều đội họ đang chơi chiến lược mà khác đi so với những gì mà họ có thể thể hiện ở trong vòng chung kết. Đấy, cơ bản là bởi vì là cái vòng này nó là một cái vòng mà không ai bị loại cả và nó là cái vòng mà để tích lũy điểm. Thế nên là có rất nhiều các đội họ sẽ có những cái mục tiêu khác nhau. Ví dụ như là họ muốn test một số những chiến thuật mới, họ muốn thử chơi một số những cái đường đi bo mới. Đấy, hoặc là họ muốn nhảy thẳng vào test tay những cái đối thủ mà cá nhân họ đánh giá là đối thủ mềm để xem là trong cái vòng gọi là chung kết ấy vào chủ nhật ấy thì tức là ngày mai ấy thì họ có thể chơi gọi là chơi đè đối phương ở trong giai đoạn đầu game được hay không. Đấy thì nói chung là nó tạo ra một ngày thi đấu mà nó có cảm giác như là một cái giải scrim. Đấy, cảm giác nó giống như là một giải đấu tập luyện, một cái scrim gọi là có một chút cái phần thưởng đó là cái điểm cộng, nhưng mà như mình đã có phân tích ở trong cái video mà nói về vòng tăng tốc ấy thì cái điểm cộng này ấy, nó cũng không làm cho các đội bị chênh lệch nhau quá nhiều, chênh lệch nhau vài điểm thôi. Và cái việc mà điểm cộng này có lẽ nó chỉ ý nghĩa với cả những đội mà có khả năng đua vô địch, còn đối với những đội mà không có khả năng đua vô địch ấy thì cái điểm cộng này nó cũng sẽ không giúp cho họ quá nhiều. Ok, và chúng ta hãy cùng nhau đến với cả những game thi đấu đầu tiên. Thực ra thì ngay từ đầu ngày thi đấu này thì cá nhân tôi đã có dự kiến, đã có dự đoán rằng là các đội Việt Nam của chúng ta rất có thể sẽ bị test tay, sẽ là đối tượng để cho các team nước ngoài họ test tay ở trong những cái game thi đấu. Ok, thì chúng ta cũng chú ý rằng là ở trong ngày thi đấu này ấy, thì có một số đội họ rất quan tâm đến cái điểm cộng này, ví dụ như là các đội Brazil. Đấy, các đội Brazil họ khá quan tâm đến cái điểm cộng này. Cơ bản như tôi đã có phân tích ở trên bình luận ấy, đó là năm ngoái thì các đội Brazil, năm ngoái đại diện Brazil ở Vivoki họ thua vị trí top 1 của Evo Phoenix có 3 điểm thôi và họ đã bị mất đi cái chức vô địch rất là đau đớn. Và đó là lý do tại sao mà năm nay thì các đội Brazil họ rất là tập trung vào cái vụ này. Ở trong giai đoạn đầu tiên ấy, chúng ta nhìn thấy rằng là ngay lập tức các đội Indonesia họ muốn test tay các đội Việt Nam khi mà chúng ta thấy rằng ở bên trong khu vực đó là khu vực thành phố biển thì chúng ta có sự xuất hiện của Torat. Torat rất ít khi ở nhảy thành phố biển. Điểm nhảy dù bình thường của Torat sẽ ở khu vực shipyard. Đấy, tức là khu vực cảng lớn. Đấy, nhưng mà P-Sport biết là P-Sport sẽ nhảy thành phố biển nên Thorat đã nhảy xuống test tay các đội Việt Nam luôn. Tại vì như tôi đã nói rồi, hiện tại các đội Việt Nam đang là những cái đối tượng mà Indonesia và người Thái họ nhắm tới, bởi vì họ cũng đánh giá rằng là các đội Việt Nam là các đội mà có cái năng lực giao tranh ở trong giai đoạn đầu game là không tốt, cũng như là cái khả năng chạy bo của chúng ta không tốt. Thế nên là cái việc mà các đội nước ngoài ấy, họ tập trung vào việc khai thác các đội Việt Nam là chuyện bình thường. Tiếp theo là Poco Star họ nhảy xuống họ test tay vị trí của God of Wolf. Cái này cũng không phải là họ ghét bỏ hay là họ gọi là khó chịu gì với các đội Việt Nam đâu. Cơ bản là đánh giá trong trận thì họ đánh giá rằng những đội Việt Nam của chúng ta ấy thì tiếp cận trong bo là chậm. Đấy, và ngay khi mà vừa vào ấy, thì Ikan có được bình mạng hạ của vị trí Nero, còn North có được bình mạng ở vừa vị trí UK. Rõ ràng là kể cả khi nhảy dù ở một cái điểm đó là khu vực thành phố biển này rất quen thuộc thì chúng ta cũng thấy rằng là các đội của nước ngoài họ có được một sự chủ động nhất định. Mặc dù vậy thì cái việc mà chơi chủ động này nó không mang lại cho Thorat quá nhiều hiệu quả trong xuyên suốt cả cái ngày thi đấu. Đấy, nhưng mà khi mình nhảy xuống chúng ta thấy rằng là những đội của đối phương họ có cái cách tiếp cận khá là tốt. Trong khi đó ở diễn biến còn lại thì Poco Star nhảy vào cái khu vực mà cũng là thuộc dạng bài tủ của họ ấy. Nhưng ngày hôm qua là một ngày mà God of War họ xử lý ở trong giai đoạn đầu giao tranh là tương đối tốt. Đấy, một tình huống mà ở đây thì P-Sport đối đầu với đối phương cũng không gì đặc biệt cả, đơn giản là đối phương có đông người hơn và tập trung nhanh hơn thì họ xử lý tốt hơn so với vị trí P-Sport bên trong thành phố biển này. Chúng ta chỉ còn lại đó là vị trí Hoàng Anh để bỏ chạy mà thôi. Đấy, ở trong một diễn biến tiếp theo thì là God of War họ có bình pha giao tranh với cả vị trí Poco Star. Thì Poco Star ở lúc này thì họ lại có một cái tình huống mà chia người gọi là 1-2-1. Đấy, chia người 1-2-1 và họ cố gắng là bắn được tầm xa, nhưng mà God of War ở đây thì họ đã có mình một cái tình huống giao tranh nó mang tính tập trung hơn. Khi mà thành viên của Poco Star họ muốn gom người lại thành một cái bộ tứ thì lúc đó họ đã bị gạt.
đến từ những thành viên của God of War, thì God of War họ có mình đó là súng shotgun đấy, rất là tốt. Và đây là một tình huống mà God of War họ đã xử lý rất ổn ở trong giai đoạn đầu tiên của ván đấu. Thực ra ấy, thì God of War tôi vẫn đánh giá là một trong đội mà có khả năng giao tranh rất là ổn, chỉ có điều là trong vòng bảng họ bị áp lực bởi cái chuyện là có khả năng bị loại, thế nên họ bắn nó không được tin tay. Tuy nhiên thì ở khi mà chúng ta thấy nhá, khi mà vô lý được đứng ở phía đằng xa và xả sát thương, chúng ta nhìn thấy ở phía trên bản đồ này thì người mà đứng riêng lẻ với đội hình 3 người của God of War thì chính là vị trí vô lý, và khi vô lý được xả sát thương thì rõ ràng là chúng ta cũng có mình những cái lợi thế nhất định ở trong cái việc tạo ra cái lượng sát thương này. Với Isagoth, Dain có bình khẩu M1887 khá sớm, và chính việc có bình khẩu M1887 này giúp cho Dain có bình đó là những mạng cũng rất quan trọng, và giúp cho God of War quét sạch được những thành viên tới từ vị trí Opoku Star. Thì đây cũng là một trong những cái chiến thắng mà cũng để dằn mặt những đội Indonesia là đừng có nhảy vào chơi vị trí God of War ở trong giai đoạn đầu tiên. Như vậy chúng ta nhìn thấy là cùng là bị Indonesia họ cạnh tranh ở trong khu vực bo và cùng là khu vực điểm nhảy dù tủ, nhưng mà rõ ràng God of War ngày hôm qua xử lý tốt hơn so với P-Sport rất là nhiều. Đấy, thì đó là cái giai đoạn đầu tiên ở ván thi đấu. Còn WAG thì vẫn nhảy ở khu hangar, tức là WAG vẫn nhảy ở khu vực doanh trại quen thuộc. Thì đây cũng là một cái điểm nhảy mà tôi nghĩ rằng là nó an toàn cho WAG trong cái ngày thi đấu này. Đấy, trong ngày thi đấu này. Ở trong giai đoạn tiếp theo chúng ta nhìn thấy một số những cái giao tranh nhỏ lẻ nhất định đến từ các đội tuyển. Ngày hôm qua thì Borussia Dortmund họ vẫn giữ nguyên cái lối chơi bình thường của họ, trong khi đó thì CGG họ cũng đi qua để hỏi thăm sức khỏe đến từ vị trí của WG. Thì như tôi đã có nói ở trong một cái video phân tích ở trong vòng bảng ấy, chúng ta đã thấy rằng là CG họ luôn có cái xu hướng là lút xong khu vực đài quan sát thì họ đẩy xuống để đi tìm WG bên trong vực doanh trại, vì doanh trại là một cái khu mà nó khá trống và nó khá là dễ bị tấn công. Tuy nhiên WG ngày hôm qua cũng đã rút ra kinh nghiệm cho vấn đề này, thế nên họ cũng đã kiểm soát cái khu vực khu doanh trại tương đối tốt. Sau đó thì chúng ta có một tình huống mà thành viên của P-Sport đó là Lancelot, đó là Hoàng Anh bị Lancelot lấy xe húc. Đấy, và P-Sport dừng chân vị trí top 11. Rất tiếc ở cho đại diện ở Việt Nam mà chúng ta cũng đã không thể làm gì quá nhiều. Một trong đội mà chơi rất ấn tượng ngày hôm qua đó là Expand, nhưng mà có lẽ đối với Expand thì tôi sẽ có một cái video riêng để tôi phân tích về về cái trường hợp của Expand này. Đấy, chúng ta tổng hợp nhanh với đội Việt Nam thôi. Ở trong giai đoạn tiếp theo là các đội họ vẫn cứ giao tranh và liên tục có những pha di chuyển. Trong khi đó thì God of War họ vẫn quay trở lại khu vực thung lũng, còn WAG thì bắt đầu chạy từ khu vực hấp nồng mồ qua. Thì ở cái giai đoạn này ấy, thì God of War họ định rằng là họ sẽ cứ giữ khu vực thung lũng cho đến khi đấy, giữ khu vực thung lũng cho đến khi mà cái vòng bo thứ tư nó thu vào, thì ở đó họ sẽ có những cái điểm chạy bo quan trọng. Đấy, nhưng lúc này thì ở trên bản đồ tạm thấy là các đội Eurasia cũng đã có những cái pha va và chạm với nhau. Đấy, chích chích va, công nghệ va va và chạm với nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tình huống là WAG họ không chạy qua đó là khu vực thung lũng, tại vì họ cảm giác là khu vực thung lũng sẽ có người, nên họ quyết định là sẽ đẩy lên về phía trên, tức là đi qua khu vực làng thông. Thì ở đây có sẵn một team đang cam, đó là vị trí của Lao, và đây là vị trí của Lost 21. Thì lúc này anh ta có thả ra một cái UAV, thì cái UAV này nó quét được một phần những thành viên tới được vị trí WG ở bên trong khu vực căn nhà chữ L nhỏ ở bên ngoài khu plantation đấy. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng là ở nửa còn lại bản đồ thì cũng có một vài những pha giao tranh với nhau. Lúc này thì Lao họ định tấn công ở vị trí WG thì họ bị ngừng lại khi mà họ đụng với cả vị trí của CGG. Có CGG xuất hiện ở đây và phần nào giúp cho WG họ không tránh được một cái tình huống tấn công tới vị trí của Lao. Ở đây thì Lao như ở CG họ bắn nhau khá căng. Đấy, bắn nhau khá căng, và đây là một ngày thi đấu mà các đội họ không di chuyển theo bài vở quá nhiều, mà họ chơi theo kiểu thuộc về bản năng nhiều hơn. Thì khi mà CG họ họ cảm thấy là Lao quá mạnh, họ lùi xuống, thì ở đằng sau lưng của CG hôm nay xuất hiện đó là Magic Squad, và Magic Squad họ đã tấn công và hạ gục thành viên tới CG. Đây cũng là một ván đấu mà CG họ đã bị chạy và bị kẹp, thì chúng ta thấy là ngay cả một đội Thái như là CG đấy mà bị kẹp thì họ cũng chết thôi. Đấy, ai bị kẹp cũng chết thôi chứ cũng chả có ai sống nữa cả. Lúc này thì God of War họ đã vào bo sớm rồi, và God of War họ chui vào trong cái khu vực căn nhà gỗ ở bên ngoài cái khu vực dòng sông của cái đập thủy điện ấy. Thì đấy cũng là một điểm nấp, mặc dù tôi không đánh giá quá cao cái điểm nấp đấy, nhưng mà đó cũng là một điểm nấp mà giúp cho God of War có thể đứng ở đấy một khoảng thời gian tương đối lâu. Cái ngày thi đấu này ấy, như tôi đã nói, các đội Brazil họ chơi nó hơi 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 nghiêm túc quá, và sau đó thì Magic Squad họ sau khi họ check rằng sau lưng họ chắc chắn là không có ai, và họ sẽ cảm thấy không có ai làm người thứ ba, thì họ mở một phát tấn công vào vị trí của God of War.
Lúc này God of War mất đi mình đó là vị trí Isagoth rồi. Đi qua người ta cố gắng xả sát thương để chống lại và Dragon cũng xả thương ra bên ngoài là rất nhiều. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng được nhìn thấy là God of War đứng ở đây một khoảng thời gian khá lâu. Dragon bắn cái khẩu phóng lựu, những cái khẩu này hình như là nó trúng vào cái xe nhiều hơn. Đấy, khi mà bắn xong phát đầu tiên thì nó làm cái xe bốc cháy ngay. Tại cái khẩu này nó có một cái xu hướng là nó sẽ ghim vào cái xe ở gần nhất của nó. Đấy, các bạn nào mà bắn cái khẩu này các bạn biết là nó sẽ auto nó ghim vào cái xe. Đấy, nếu mà có cái xe ở gần đấy. Trong khi đó thì Magic Squad họ chơi khá chậm và họ cũng không quá vội vàng trong tình huống này. Bob S7 đẩy vào BA cũng tới vị trí của Dayan. Dayan ngày hôm qua là một trong những người mà chơi tương đối tốt và anh ta có liên tục những mạng gục. Nhưng sau đó thì Kim Putin đẩy vào, anh ta lấy đi vị trí đi qua. Dayan tiếp tục hạ gục thêm người. Nhưng mà Yago ở bên ngoài anh ta bắn quá ghê. Cái quan trọng là Yago anh ta có được bình đó là SPDI. Đấy, và như tôi đã có nói về cái đội Brazil là họ sử dụng những súng trường tầm xa rất tốt. Nhưng đây là một tình huống mà tôi nghĩ rằng là God of War phòng ngự cũng ổn. Đấy, God of War trong tình huống này phòng ngự cũng ổn. Nhưng mà tiếc là Yago có quá nhiều thời gian để bắn và Yago có được bình mạng gột vị trí của Dayan và vô lý và quét sạch vị trí của God of War. Tức là một tình huống mà những thành viên tới từ Brazil họ chỉ mất đi một tanker mà thôi. Cái này nó là khả năng giao tranh và cũng rất là khó để trách God of War về cái khả năng giao tranh này được, vì chúng ta cũng biết là về mặt giao tranh 4v4 ấy thì chúng ta còn thiếu rất là nhiều cái khả năng mà để có thể cạnh tranh được. Đấy, trong một diễn biến khác thì không biết là WG bị gạt gió lúc nào, lúc trong cái thời điểm mà WG trong cái thời điểm mà trước đó ấy, hình như là WG họ bị gạt từ cái giai đoạn mà lao giao tranh với cả CG này. Đây, trong giai đoạn này thì WG họ đã chạy ở bo rồi. Nhưng tôi không biết là WG bị gạt giò bởi team nào, nhưng mà theo bên ban tổ chức thì WG bị gạt giò đến từ AQ. Đấy, AQ khi mà họ đẩy xuống thì hình như đó là một tình huống mà chúng ta vẫn nhìn thấy ở map ở đây, đó là WG giao tranh với cả hai thành viên của CG với cả AQ. Đấy, ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta vẫn là nhìn thấy những cái logo của WG ở trên bản đồ và WG tiếp cận cái vòng bo từ phía trên xuống. Tuy nhiên thì hình như là những thành viên tới từ CG họ đã quét sạch hoặc là RQ là quét sạch thành viên WG hoặc là cả vị trí của Lao nữa. Ở đây tôi nhìn thấy là có cái kill feed là Lao Drag 7 hạ của vị trí của Cyrus. Thì WG họ bay màu khá nhanh nên là chúng ta không được nhìn thấy. À đây có Drag 7 hạ của vị trí của The Ghost nữa này. Như vậy là Lao và AQ có một tình huống kẹp ở vị trí của WG. Thì vào này chúng ta không được xem WG chơi, thế nên là gần như là WG không lên, không đúng là không lên cam bất kỳ một lần nào. Thế nên là chúng ta chỉ biết là WG bị hạ gục tới từ vị trí của Lao và AQ. Sau đó thì AQ họ lấy luôn vị trí của Lao. Đấy, và chúng ta dẫn đến tình huống sau đó là Magic Squad công vào vị trí của God of War. Thì nói chung tựu chung về ván đấu này thì WG và God of War vẫn duy trì được cái khả năng chạy bó tốt. Tuy nhiên thì khả năng thủ đến từ các đội Việt Nam của chúng ta vẫn là một vấn đề khá là căng. Đó, thì đó là ván thi đấu đầu tiên. Ván này thì có Buya dành cho Xpand. Đây cũng là một cái ván thi đấu mà Xpand chơi rất rất là hay. Và hôm nay tôi sẽ có một video riêng nói về Xpand. Một đội chơi rất khôn khéo ở trong cái lối chơi của mình, một đội duy nhất đến từ Malaysia. Và thực sự là sau giải đấu này tôi cũng cảm thấy rằng là khu vực MCPS họ đang có những cái bước phát triển rất là đỉnh. Các bạn cảm giác như là Xpand họ đã bắn như thế này rồi thì những cái đội còn lại MCPS với cái lối chơi của MCPS thì rõ ràng nó sẽ tạo cho chúng ta một cái áp lực rất là lớn. Nếu như mà trong giải chúng ta có nhiều đội MCPS hơn. Ok, ở trong ván đấu tiếp theo thì cũng có rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao P-Sport và WG lại nhảy cùng một điểm. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy đây, ngay từ khi mà mới bắt đầu thì chúng ta nhìn thấy rằng là WG và P-Sport nhảy cùng một khu. Thì tôi đang cảm giác rằng có thể nhá, ở trong trận chung kết thì hai đội này sẽ không nhảy chung khu mà khu này sẽ chỉ có P-Sport nhảy mà thôi. Và tại sao WG họ lại bỏ cái khu vực xưởng gỗ của mình? Cái này tôi cũng chưa rõ, nhưng mà cái này theo tôi phán đoán nhé, theo cái khả năng phán đoán của tôi thì WG họ đang muốn là lấy cái khu vực này trong tay ở P-Sport và muốn là P-Sport sẽ đổi qua một cái điểm nhảy khác ở trong trận chung kết đấy chăng. Thực ra khu vực Brasilia này là một khu vực mà nó rộng và nó nhiều đồ. Thực ra nhảy ở đây thì nếu như mà có giao tranh không ổn cho lắm thì vẫn có thể né đi được cái pha, những cái pha ganh của đối phương đấy, và có thể thoát ra khỏi khu vực này một cách dễ dàng và vẫn bảo toàn được lực lượng của mình. Trong khi đó nếu như nhảy vào sườn gỗ thì thứ nhất là khu vực này vừa nghèo, thứ hai là rất dễ bị hỏi thăm tới từ hai ông đấy là CCG cùng với RQ.
IQ, nếu như CG và IQ vẫn giữ cái lối nhảy ở xưởng, vẫn giấy ở đảo dưới. Nhưng mà đây cũng có thể là một cái đòn tung hỏa mù thôi, bởi vì là có thể là hai đội Việt Nam nhảy ở đây để cố gắng test tay với nhau. Đấy, cố gắng test tay với nhau, cố gắng gọi là cho nhau những điểm hạ gục ấy chăng. Đấy thì tôi cũng chưa rõ lý do vì sao, tức là lý do chính xác tại sao hai đội nhảy vào đây. Đấy thì chắc chắn là mình sẽ không thể biết được, bởi vì đây nó là câu chuyện riêng của hai đội. Nhưng có thể hai đội nhảy vào đây để có những tình huống mà tăng thêm lượng kill ở trong cái giải này lấy điểm cộng hay chăng. Đấy cái nhất, hoặc cũng có thể là bên WG họ đang test một cái bài chạy bo mới. Họ đang test một cái bài chạy bo mới, trong khi đó thì God of War cũng không nhảy về khu vực ngã ba quen thuộc mà họ lại nhảy về khu vực biệt thự để tiếp tục chơi với vị trí Pogo Star. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái điều khá thú vị. Thì ngay trong giai đoạn đầu tiên thì P-Sport cùng với WG đã có những pha giao tranh với nhau. Trông thì có vẻ không nhường nhau mấy, tại vì vừa nhảy xuống phát thì bắn nhau luôn. Và tôi nghĩ rằng là họ biết đây là WG và biết đây đó là P-Sport. Đấy, biết đây. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là nếu mà trong một cái trận đấu scrim này, cái này thì mình không biết được cái tư duy của game thủ. Nhưng trong một trận đấu mà nó mang tính scrim như thế này thì rõ ràng là nếu như chúng ta lựa chọn cái việc là nhảy vào một team nước ngoài để chúng ta test tay thì có lẽ nó ok hơn. Trong tình huống ở khu vực mod house này, khu vực biệt thự này thì God of War lại một lần nữa đụng với cả vị trí Poco Star. Ngày hôm qua thì Poco đụng với chúng ta khá nhiều, và bản thân God of War và Poco Star có được mình một cái một cái thâm thù. Đấy, có được mình cái thâm thù. Nếu các bạn nào còn nhớ ở trong giải FFSI ấy, thì là lúc đó những thành viên như Dayan và Isagot lúc ấy đang chơi cho Eagle Esports, và chính tiền thân của Poco Star tức là GRC Aphrodite. Lúc đó thì GRC Aphrodite có thành viên đủ đủ bốn ở mày luôn, Rast, Lim, Faiz cùng với cả vị trí Etindia, thì chính là những người mà đã loại Eagle Esports ra khỏi top 12 ở trong chung kết của FIFA C-Invitational hồi mùa hè ấy. Thế nên tôi đảm bảo chắc chắn là những thành viên như là vị trí của Dayan, vị trí của Isagot không hề thích đội Poco Star một chút nào, và cái việc mà nhảy ở đây gọi là giải quyết mối thâm thù thì nó cũng là hợp lý thôi. Đấy, chính hai đội này nó có một cái mối quan hệ nó cũng không được cơm cơm lành canh ngọt cho lắm. Đấy, hai đội này có lẽ là họ cũng khá cay nhau. Đấy, đợt đấy thì GRC Aphrodite tức là Poco Star khá cay vị trí của Eagle Esports. Đấy, và Isagot và Dayan chắc chắn cũng sẽ không quên bài học bị loại khỏi top 12. Đấy, lúc đó thì hai đội cạnh tranh nhau top 12 thì tiếp tục là một tình huống mà God of War xử lý tốt và quét sạch vị trí của Pogo Star. Thì thực ra cái điểm nhảy dù này cũng không phải là một điểm nhảy dù quen thuộc cả Pogo Star lẫn God of War, thế nên là ở đây tôi đánh giá là cái giao tranh đầu game của God of War đã cải thiện rất nhiều, và đây cũng sẽ nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta một sự tự tin. Trong khi đó thì chúng ta có một tình huống mà P-Sport thậm chí còn chưa được giao lưu nhiều với cả WG, thì họ ngay lập tức phải chịu pha tấn công tới được vị trí của CG. CG thì ngày hôm qua họ chơi càn ở trong giai đoạn đầu tiên. Đấy, CG hôm qua họ chơi rất là fun, tại vì ngày hôm qua thì CG như tôi có nói trên bình luận ấy, CG là một đội mà họ được thành lập bởi một streamer, họ hướng đến tính giải trí rất là cao. Đây là tình huống mà Nero anh ta cố cứu vị trí Hoàng Anh. Thật ra đây không phải là một tình huống mà chơi hợp lý đến vị trí của Nero, và khi Nero bị bắn mất nửa máu rồi thì anh ta mới bắt đầu có một tình huống phản ứng, và ngay lập tức thì anh ta bị hạ gục tới từ thành viên của CG. Lúc này chỉ còn lại New K thôi, và P-Sport dừng chân ở vị trí top 11 khi mà New K bị hạ gục tới vị trí của WG Cyrus. Sau đó thì chỉ có mặt vấn đề là chỉ có duy nhất một ông CG đi qua, đó là vị trí Peter mà anh ta lấy được ba mạng hạ gục. Đấy, chỉ có duy nhất một mình Peter đi qua mà anh ta lấy được ba mạng hạ gục, thì phải nói rằng là cái khả năng chớp thời cơ tới thành viên của CG là rất tốt. Sau đó thì WG dồn người ra ở tình huống bắt vở vị trí WG. Thế nên là cái bài mà thử nghiệm điểm nhảy này của P-Sport và WG như tôi đã nói rồi, nó lợi thì chưa thấy đâu, nhưng mà hại thì ngay lập tức chúng ta thấy là có một team nước ngoài nhảy vào đây cạnh tranh của chúng ta. Đấy, lợi chưa thấy có lợi ở đâu cả. Rõ ràng đây cũng là một cái bài thử nghiệm mà tôi nghĩ là P-Sport và WG sẽ cần phải toán tính rất kỹ nếu như họ muốn mang vào trong trận chung kết. Tại cái chuyện mà chúng ta nhảy ở bên trong khu vực thành phố ấy mà bị đối phương gọi là hỏi thăm sức khỏe, thì cái chuyện đấy nó diễn ra khá là phổ biến. Cái này tôi nghĩ là nó cũng sẽ không phải là một cái gì đó mà nó tức là mỗi đội sẽ gửi một hai người vào để cấu bớt đi cái lượng sinh lực của chúng ta, và cái này nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề, đó chính là nhiều khi cái mục đích mà chúng ta mang cái chiến thuật đấy vào ấy nó sẽ sớm bị dập tắt bởi những cái đội mà họ chơi theo phong cách scout, tức là chơi theo phong cách họ gửi người ra để có những cái pha can thiệp rất 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 khó chịu. Ok, sau đó thì chúng ta có những tình huống giao tranh rất hay của Magic Squad cùng với Buramutant Esports đây.
mà các bình luận viên thì cũng đã có mô tả là tình huống này là một tình huống mà các đội họ đã chơi nó phải gọi là quá tuyệt vời luôn, di chuyển ra vào rất hợp lý, và các bạn nhìn thấy là các đội nước ngoài này không bao giờ họ đứng nguyên một chỗ để họ giao tranh cả, luôn có những cái sự di chuyển và đảo vị trí cho nhau để làm sao mới có thể cô lập. Cái điều quan trọng nhất đối với cả vị trí Magic Squad là họ muốn tìm lấy vị trí của Moshi, tìm lấy vị trí của người chơi bắn tỉa, vì đó là nguồn sát thương chiếm tới 50%. Và đây là một tình huống mà chúng ta thấy là khi mà họ đã biết được một số thành viên của Blue ở đâu thì ở đây có hai keo, và ngay lập tức Yago có một tình huống thả Skyler rất đẹp luôn, một tình huống thả Skyler mà khiến cho cái cánh của Blue nó hoàn toàn bị chấm. Và sau đó thì khi mà Budzin và Bob Seven cùng với vị trí của Jill đẩy qua thì họ cô lập được những thành viên ở Blue. Lúc này thì Moshi không có được mình một điểm đứng quá đẹp để có thể có được mình những pha xử lý. Mặc dù là Blue họ đẩy vào nhưng những thành viên tới từ Magic Squad họ cũng vẫn kiểm soát được. Budzin thậm chí là còn có một tình huống hạ gục được vị trí của Cat 2, sau đó Wasana hạ gục được vị trí Budzin. Nhưng những thành viên của Blue hôm nay họ đã bị chống, họ đã bị hở nách rồi. Và ngay lập tức họ bị bắn tỉa tới được vị trí Yago. Chúng ta nhìn thấy Yago ngay lập tức anh ta có được bình mạ gục vị trí của Wasana. Và Bob S7 anh ta đẩy vào và làm nốt những thành viên còn lại, di chuyển rất linh hoạt nhé. Họ có những tình huống mà chạy cắm thẳng vào bên, cắm thẳng vào mặt đối phương đấy, sau họ lách qua một bên để cho đối phương không thể có một tình huống quay ngược trở lại bắn được. Và khi mà đã chiếm được cho mình đó lợi thế rồi thì Joyna và Moshi cũng đã phải nằm xuống thôi. Một tình huống giao tranh quá đẹp mắt tới được vị trí của Magic Squad đấy. Nếu như mà các đội Thái họ không quá chú ý đến vòng point rush này thì thực sự là người Brazil này đang làm rất là hay. Người Brazil thực sự làm quá hay với cái vòng Point Rush này. Lúc này thì với cái đường chạy bo của mình ấy, thì WAG, chúng ta nhìn này, WAG họ chạy từ bên đảo trái qua, và God of War họ chạy từ cái WAG chạy bên đảo phải qua, còn God of War thì chạy ở cái khu vực họ đi vào, họ đi từ biệt thự, họ đi qua đường đèo lên ngã ba, sau họ đâm xuống đi qua cái khu vực nhà nổi rồi đâm xuống dưới này. Thì hôm nay nhiều người đã dự đoán là khả năng cao của WG và God of War sẽ đụng với nhau, tại vì nếu mà trước mặt họ không có ai thì cái khả năng mà họ đụng với nhau là rất cao đấy. Thì này nó cũng là một cái dễ dự đoán trên bản đồ thôi. Nhiều bạn bảo tại sao mấy đội Việt Nam cứ hay đụng nhau trên bản đồ, tại vì là chúng ta thường có xu hướng là né đội khác ở trong giai đoạn chạy bo, thế nên là khi mà chúng ta phải né đội khác thì chúng ta lại rất khó để né được nhau. Đấy, và ngay lập tức thì WG và God of War nhìn thấy nhau và vã nhau luôn. Đấy, các đội Việt Nam chúng ta vã nhau rất nhiều. Ở đây là tình huống đầu tiên mà God of War và WG công nghệ va với nhau. Sau đó chúng ta ở trong trận đấu sau chúng ta còn một tình huống nữa cũng lại công nghệ va với nhau rất là căng. Lúc này thì WG họ có bình một tình huống mà họ vào bo chậm hơn so với God of War. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là God of War họ đã chấp nhận là vào bo trước và bo sớm. Tuy nhiên thì khi mà hai đội này giao tranh với nhau thì chúng ta nằm trong tầm quan sát tới từ vị trí AQ. AQ họ đã nhìn thấy chúng ta rồi, họ đã nhìn thấy hai đội Việt Nam công nghệ va với nhau rồi. Hơi tiếc. Đấy, và ngay lập tức đụt xét có bình mã được vị trí Izagot ngay, bắn ngay. Bắn phải gọi là hết nước chấm ngay, không chạy đâu được. WG lúc này thì họ nhận ra là cái vấn đề của họ chạy bó chậm hơn so với vị trí God of War. Đấy, và nói chung là khi mà các bạn phải chạy bo chậm hơn so với God of War thì câu chuyện nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi mà đẩy vào thì God of War họ đã có bình những cái tình huống chờ đợi. Nhưng mà cái điều quan trọng ấy là kể cả khi WG có bắn hạ thành viên của God of War thì ở bên ngoài họ vẫn bị cấu tới từ đó là vị trí đụt Z. Một mình đụt Z ta làm ba mạng tình huống này đến từ vị trí AQ. Ông Razor đụt Z rất là thoải mái nha, đứng ở phía có hai team bắn nhau kìa, thôi tỉa nhau thôi. Và sau đó thì God of War chỉ còn lại đó là vô lý và The Ghost có bình một pha đấu AWM với nhau, một pha đấu súng tỉa nha, đấu ở đây là một AWM một M82B. Ông kia thì cũng thế, ông kia thì là một AWMY và một AWM thường. Thì đây là một tình huống mà cả hai bên họ đấu bắn tỉa với nhau nhưng mà chả giải quyết được vấn đề gì, tại vì cuối cùng thì hai ông phải nằm lại khá sớm với một lượng máu không phải quá nhiều. God of War vô lý bắn, sau đó anh ta hạ gục vị trí của The Ghost, nhưng sau đó thì vô lý anh ta cũng không thể lấy được một cái thành tích cao hơn quá nhiều. Đấy, sau đó vô lý bị outwall rất nhiều và anh ta tận dụng cái lượng máu còn lại tới được vị trí của WG nhặt ở trong mình cái xác ấy đấy để mà có thể hồi lại cho mình lượng máu, nhưng sau đó God of War vô lý đứng ở bên ngoài và chết thôi. Một tình huống mà nó sẽ xảy ra ở chung kết đấy, một tình huống mà tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ xảy ra ở chung kết thôi, bởi vì là như tôi nói là các đội Việt Nam của chúng ta rất ngại trong những tình huống mở những pha giao tranh vào các đội nước ngoài đấy. Nhưng mà đối với các đội Việt Nam thì chúng ta lại nhìn thấy là
Ví dụ như một đội Việt Nam này nhìn một đội Việt Nam khác thì chúng ta lại thấy là cái đội kia chạy bo có những cái sơ hở. Nhưng mà nếu những đội nào mà có sơ hở thì chắc chắn đấy là mấy ông Việt Nam. Đấy, hôm qua thì lúc mà ngồi bên ngoài ấy, thì bọn tôi cũng có nói chuyện với nhau, cứ đùa là trên bản đồ ấy mà thấy đội nào cứ chạy bo sơ hở ấy thì chắc chắn đội là đội Việt Nam. Đấy, và cái này nó cũng đúng thôi. Ở trận đấu tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có một cuộc đối đầu giữa WG và Lao. Đấy, WG và Lao sẽ va và chạm với nhau. Trong khi đó thì Wolf tiếp tục trở thành cái mục tiêu đến từ các đội Indonesia. Đó là AQ. Cái bài mà AQ cùng với cả Wolf nhảy ở bên trong vực khu dân cư thì cũng là một cái khá quen thuộc rồi. Trong khi đó thì Lao có pha giao tranh với WG và WG cũng làm tốt ở trong cái ván thi đấu này. Đấy, WG, tôi cảm giác là cái khả năng giao tranh bo 1 của chúng ta càng ngày nó càng cải thiện thêm nhá. Đây là một cái rất là tốt trước giai đoạn chung kết. Đấy, chúng ta cũng có sự tự tin hơn. Sau đó thì Lost 21 và Kawan 7 có rồi mình mạ gục. Nhưng mà ở đây thì vấn đề là chúng ta còn có một cái đối thủ va vào đây nữa, đó là vị trí của Thorat, một thành viên Thorat và Bru. Đấy, Bru thì thật ra bình thường thì không mấy khi họ nhảy đây cả. Đấy, Bru thì không mấy khi họ nhảy đây, bình thường nhảy tuyết điện cơ. Đấy, nhưng mà lý do vì sao họ cử người xuống đây scout để họ check xem cái khu vực này có bao nhiêu team nhảy. Đây là một ngày thi đấu mà các đội họ đang rất tích cực kiểm tra xem là có bao nhiêu team sẽ thực sự nhảy vào những cái khu vực đó trên bản đồ. Một ván đấu mà God of War cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng sau đó thì họ lùa được AQ đi. Đấy, họ phòng ngự, họ lấy được hai mạng AQ và họ lùa đến thành viên AQ đi. Thì AQ họ lại nhảy, họ lại chạy với khu vực cảng lớn, họ lút tiếp thôi. Đấy, nhưng mà lúc này thì khu vực bến cảng ấy thì nó lại có xuất hiện P-Spot và nó là vùng xanh. Thì AQ họ nghĩ là bây giờ nếu mà có quay lại khu vực vùng xanh đó thì cũng sẽ không kịp nữa. Thế nên là họ quyết định là thôi, trong đó God of War vẫn bảo toàn được lực lượng của mình. Một ván đấu mà các đội Việt Nam trong giai đoạn đầu game triển khai ổn. Nhưng ở đây có một cái tình huống mà khi mà chúng ta đi săn đối phương thì chúng ta lại không quá chú ý đi quang, thậm chí anh ta chạy bo ở trong một cái khoảng rất thoáng và anh ta nghĩ rằng là sẽ không có ai bắn vị trí của mình, nhưng ngay lập tức anh ta trúng một viên đạn đầu tiên ở đối phương, đặt bom keo lên thì có lẽ anh ta đã bị đánh dấu rồi, và ngay lập tức thì anh ta bị bắn phát tiếp theo tới vị trí đụt xét, và đụt xét và anh ta bắn phát nữa chết luôn, bắn qua ghê. Và nói rằng là cái tình huống xử lý của đấy từ vị trí đụt xét nó quá ghê, khi mà đi qua phải nằm xuống thì vô lý chỉ có thể bỏ chạy, nó không thể làm được gì cứu người đồng đội của mình. Và cái tình huống đi săn lùng của các đội Việt Nam ấy, của God of War ấy, nó bị bẻ gãy rất là dễ dàng, nó bị bẻ gãy rất dễ dàng luôn, khi mà đối phương chỉ cần có được mình một người chơi bắn tốt, một thần đồng, thì đụt xét là người chơi bắn tỉa đến vị trí AQ và anh ta làm rất tốt cái nhiệm vụ này. Đấy, ngay khi mà God of War định gọi là thò lên phát thì đi quảng trên ngay. P-Spot ở đâu đó lại có được bình mạ gục và một thành viên còn lại, một thành viên đi lẻ WG, đó là The Ghost, cái người mà đi hồi sinh người đồng đội mình, thì bị bắt bớ đến vị trí của God of War và anh ta phải nằm xuống thôi. Đấy, thế nào? Ngày hôm qua ấy, có một cái rất thú vị, đa số những mạ gục của Việt Nam là đều vào những team Việt Nam. Đấy, chúng ta các đội Việt Nam chúng ta bắn nhau và lấy nhiều mạ gục chủ yếu là đến từ Việt Nam. Đấy, rất là lòng ngoằng, thực sự ngày hôm qua rất lòng ngoằng luôn. Và cái bo này cũng là một cái bo mà nó không có lợi lắm dành cho vị trí của P-Sport, vì cái bo này nó khá xa vị trí đứng của họ. Một ván đấu các đội đang tiếp tục test tay và cũng có mình những tình huống giao tranh, nó cũng rất là vui vẻ giải trí thôi. Nó gặp là bắn, gặp là bắn, cũng chẳng phải lùi gì, thậm chí là Bru đứng ngoài này bắn nhau khoảng thời gian khá dài. Các đội thì họ chủ yếu là họ muốn làm nóng, họ test tay, nên hôm qua chiến lược ở trong các trận đấu nó cũng khá lộn xộn. Sau đó WG hồi sinh lại thì WG cũng có một tình huống mà xử lý không tốt, khi mà còn lại đó là mình vị trí Razor. Thì ở đây Cyrus anh ta không đợi những người đồng đội của mình mà anh ta quyết định là sẽ công vào đối phương luôn. Cyrus khá tự tin tình huống này vì anh ta nghĩ rằng là ba người đồng đội còn lại ở WG sẽ đến kịp, nhưng mà thực tế là ba người còn lại thì là tương đối chậm, và Cyrus có một tình huống mà ở đây chúng ta thấy rằng anh ta đẩy vào nhưng mà anh ta bắn bị trượt. Đấy, tình huống đoán sai, không phải đoán sai mà thực ra Razor anh ta sử dụng đó là con Tatsuya, anh ta lướt đi làm cho Cyrus bắn bị lố đà. Cyrus bắn bị lố đà hai viên, sau đó khi Cyrus quay trở lại bắn thì đối phương đã kịp đặt ra keo. Thì cái này nó là vấn đề kỹ năng thôi. Mặc dù Cyrus là một trong những người mà có kỹ năng rất cao ở sân Việt Nam, nhưng mà rõ ràng là đối đầu với một đối thủ ở Indonesia này thì chúng ta cũng thấy rằng là đối thủ cũng có những cái tình huống xử lý rất là hay. Đấy, sau đó Razor anh ta bị chết vì cái Sonya sẽ không thể cứu anh ta bởi sát thương vòng bo được. Thì WG vào và lấy cho mình mạng.
Một tình huống xử lý mà lẽ ra Cyrus đợi người đồng đội của mình thì sẽ có mạ gục mà nó đỡ vất vả hơn. Thì tự nhiên Cyrus bị chết ấy, thì những người đồng đội của anh ta lại phải cố gắng cứu lại vị trí của anh ta. À, sau đó God of War đẩy vào, nhưng rõ ràng là Akio biết được rằng là có một thằng đang đi đến. Akio sau khi mà ra do anh ta phải nằm xuống ấy, Akio báo về cho người đồng đội là anh ta báo về người đồng đội là có một team đang di chuyển vào đây. Đấy, và khi đó thì WG họ phát hiện ra có thành viên là Akio ở trong khu vực này. Một tình huống giao tranh giữa Akio cùng với cả WG thì A bay có được binh mã của vị trí Dolphin. Và nói chung là đồ WG mới hồi sinh lại anh chưa có gì cả, thì A bay anh ta tiếp tục có mạ gục vào cả vị trí của đụt Z nữa, và WG tan vỡ với chỉ còn lại vị trí của Krillin thôi. Giao lúc này Krillin ta có một cơ hội để bỏ chạy ấy, nhưng mà anh ta cảm thấy hơi cay đấy, không biết là cay đồng đội hay là cay AQ. Anh ta quay trở lại bắn thì đối phương tấn công qua, và sau đó thì P-Sport cũng xuất hiện đây và UK có được binh mã của vị trí của Krillin. Thì nói chung là chúng ta cũng thấy là cái khả năng giao tranh của chúng ta nếu so với cả người Indonesia thì rõ ràng là thậm chí cả WG cũng đang rất khó để mà có thể đấu lại được, đặc biệt là trong tình trạng mà bị thua đồ đấy, đặc biệt trong tình trạng bị thua đồ thì lại càng khó hơn. Đây là một ván đấu mà P-Sport đứng ở phía bên ngoài và P-Sport chạy bo sau cái con đường của God of War. Thì nói chung là tư duy của đội Việt Nam khá giống nhau, tư duy của đội Việt Nam khá giống nhau, tức là nếu mà chạy vào cái đường nào mà không có ai đứng, không 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 bị cam đấy, thì chắc đấy là đội Việt Nam. Và đứng ở đâu mà không bị cam thì chắc là đội Việt Nam. Và P-Sport mở một pha tấn công vào ngay vị trí của God of War. Đấy, đã bảo rồi, chỉ có người Việt Nam tự đánh nhau thôi, chỉ có người Việt Nam tự mobi farm với nhau thôi, chứ còn không là ai đánh nhau cả. Và cái diễn biến này nó cũng chắc là sẽ diễn ra ở trong chung kết đấy, tại vì cái lối chạy bo của chúng ta, cái cách mà tư duy của ba đội Việt Nam là rất giống nhau, thế nên là cái việc mà chúng ta chọn những cái điểm mà đi bo nó cũng rất giống nhau luôn. Đấy, cái này thì tôi cũng chắc không biết là phải nói như thế nào nữa. Một tình huống bắn tốt tới bên chiếu New Cây, và New Cây và Nero có được bình những mạ gục và P-Sport để với lượng đồ họ trội hơn và khả năng cái pha tiếp cận rất tốt thì họ quét sạch vị trí God of War. Đấy, khổ thế và rất khổ luôn. Sau đó thì P-Sport có một tình huống tấn công vị trí của Lao và Hoàng Anh bắn rất tốt hạ vào vị trí của Kwan Seven. Đây có lẽ là trận đấu tốt nhất là P-Sport ở trong cái ngày thi đấu này. Tuy nhiên thì P-Sport lại không có được bình điểm nấp. Trong khi đó thì bên Lao ấy họ đã có sẵn một cái nhà 2 tầng, sau đó thì họ bắn ngược ra. Thì hai đội của Brazil ấy họ tấn công vào vị trí của PE và PE bị kẹp giữa cả Lao và Magic Squad. Các bạn thấy không? Lao và Magic Squad trong cái ngày thi đấu này họ không hề đụng nhau tí nào. Đơn giản thôi, tại vì là họ chọn cái hướng đi, họ đã có hoạch định sẵn, tức nghĩa họ hoạch định sẵn trong đầu, họ định sẵn với nhau những cái hướng đi để làm sao cho hai đội không đụng với nhau. Và Lao và Magic Squad họ lại hai đầu nỗi nhớ, hai đầu nỗi nhớ, họ kẹp vào vị trí của chúng ta, và câu chuyện cuối cùng thì giải quyết giữa Magic Squad và Lao mà thôi. Ở trận thi đấu thứ tư thì cũng có một cái khá thú vị là P-Sport họ nhảy khu vực Mê Cung, là cái khu vực mà thường là WG nhảy ở đây. Còn WG nhảy khu vực Hóa Thạch, thì ngay đầu game thì có một tình huống mà UK bắt lẻ với thành viên WG. Trận này anh em nói vui là WG và P-Sport búp kill với nhau, không biết cái này có thật không. Đấy, ở trong một diễn biến khác ở khu vực vùng xanh thì chúng ta lại thấy rằng là God of War đối đầu với cả vị trí AQ, nhưng mà AQ ở đây thì họ đã xử lý tình huống khá ổn, và cái này nó cũng là 50-50 thôi. Thực sự vô lý vậy ra gốt phải nằm xuống, nhưng Lancelot thanh thắng cũng gãy. Thì thực sự hôm qua God of War họ giao tranh bo một với những team nước ngoài, với team Indo rất là nhiều, và tôi nghĩ là God of War họ nằm trong cái tầm quan sát đến vị trí Indo. Thì Indo cũng xác định là ở team này team top 12 thì bọn nó nhảy ở đâu thì mình cứ nhảy ở đấy mình vã thôi đấy. Và sau đó thì God of War Dian anh ta bị gục tới vị trí A bay, và AQ họ vẫn có thành viên họ rút ra được. Thì đây cũng là một cái mà khá là tiếc dành cho vị trí của God of War. Thì sau đó thì AXPS đẩy tới. Đấy, rất khó chịu ông AXPS này. P-Sport cùng với cả WG thì có một tình huống giao tranh ở đây khá lâu. Thì nhiều bạn hỏi là có phải là P-Sport búp kill của WG không? Cái này tôi cũng không chắc lắm. Nhưng mà hai đội này đứng ở đây nó phải cỡ khoảng 6-7 phút. À, hai đội đứng đây 6-7 phút có búp kill với nhau không, thì cái này thì tùy anh em đánh giá thôi. Thật ra tôi nghĩ rằng nó cũng là một tình huống mà hai bên cũng giằng giai với nhau, hai bên cũng giằng giai với nhau để cố gắng chiếm lợi thế ở trong khu vực này. WG họ liên tục có được bình những mạ gục. Đấy, cái mạng gục đến khu này thì thật ra WG họ chơi quen hơn so với P-Sport. Tôi cũng chưa giờ nhìn thấy P-Sport nhảy ở khu vực này cả. Nếu như mà đây không phải là một ngày thử nghiệm ấy,
đây không phải một ngày thử nghiệm mà là một ngày mà chơi thật, thì tôi không nghĩ rằng là B-sport họ nên nhảy vào cái khu vực mà họ không quen thuộc lắm đâu. Nhưng mà thật ra thì nếu mà nhảy vào chạy đào tạo thì cũng sẽ sớm bị đấm thôi. Nên cái việc mà B-sport họ nhảy những cái khu vực mà gần với WG thì nó sẽ đảm bảo họ sự an toàn hơn. Nhưng tất nhiên là trong trận chung kết thì có khả năng là B-sport họ sẽ không nhảy ở trong cái khu vực này. À, hoặc là nếu có nhảy thì họ sẽ đề phòng cái sự tấn công tới từ thành viên của WG, tức là họ sẽ không giao tranh nhiều như là ở trong cái ngày thi đấu này đâu. God of War thì vẫn cố gắng nỗ lực hồi sinh nhưng mà cũng rất là khó. Sau cái tình huống giao tranh đầu game với AQ ấy thì hôm nay đội hình God of War khá là vụn vỡ và họ lại phải chạy mỗi người một nơi. May mà vô lý thì vẫn chạy được về phía vực Foundation và anh ta vẫn có thể hồi sinh cho người đồng đội mình thành công. Trong một diễn biến khác thì chúng ta cũng thấy Magic Squad tiếp tục giao tranh khá căng. Ở đây thì P-Sport sau cái tình huống mà họ hồi sinh lại thì đồ họ không có gì mấy, đồ họ khá cùi nếu mà so với WAG, nhưng họ vẫn quyết định là mở một cuộc tấn công vào WAG. Thì tôi đang không biết rằng là WAG và P-Sport đảo thiên đường họ nhảy trùng khu, đảo sa mạc họ cũng nhảy ở cái khu cạnh nhau, thì không biết rằng là hai đội này có cái xu hướng tranh cái khu nhảy dù với nhau hay là họ có những cái toan tính như thế nào về cái lượng mạ gục hay chăng. Đấy, trong khi đó chúng ta cũng nhìn thấy một tình huống mà vô lý anh ta, vô lý anh ta bắn khá cuống, vô lý anh ta bắn khá cuống rồi vô lý anh ta bắt bài được và di chuyển đến vị trí của Caramel, và Caramel trong tay cũng chỉ có hổ mã 10 thôi. Vô lý có bình một tình huống bắn ấy, mà sau đó thì anh ta bị đối phương bắn gục với cái Sonia, và vô lý cố gắng xả sát thương không lấy được mạng đến từ Caramel. Caramel anh ta lách qua lách lại rất tốt, và nói chung là trong tình huống solo 1-1 thì phải nói thật là các game thủ Việt Nam chúng ta rất khó khăn trong việc đối đầu với cả người Thái Indonesia. Và trong một diễn biến khác thì chúng ta không được xem, nhưng mà P-Sport với cái lượng đồ rất ít ỏi của họ thì họ đã phải nằm xuống và giúp cho WG có được bình, đó là 7 mạ gục. Thì cái việc mà có được mình nhiều mạ gục trong tay ở đầu game này nó giúp cho WG sau đó thì tận dụng rất tốt cái địa hình địa thế của mình. Thì các bạn thấy nhá, là từ cái giai đoạn mà hạ của vị trí của P-Sport xong ấy cho đến giai đoạn cuối game ấy thì WG họ không phải đụng với ai cả. WG họ không phải đụng với ai quá nhiều và họ có được mình một đường chạy bo nó thuận lợi. Trong khi đó thì các đội khác thì họ cứ cố gắng là giải quyết nhau ở trong vực ngoài bo này mà thôi. Đấy, đến đây. Đoạn này có một cái khá là vui. Đoạn này có một cái khá là vui, khá là buồn cười. Đấy, đó là đội PocoStar họ định cam vị trí của World Warp, nhưng mà họ lại bắn nó không không tập trung. Họ không tập trung, Poco họ hình như họ biết là vị trí God rồi vì trước đấy thì vô lý anh ta đã bị mất một chút máu. Đấy, nhưng mà Raz và này chắc là pick con Raz ở Liên Quân, nó đang vừa chơi FIFA vừa chơi Liên Quân sao ấy. Anh ta đừng quay mặt vào trong, quay mặt ở bên trong. Đây cả FiveZ, MKS lẫn cả Raz anh ta đều đang quay mặt vào bên bên trong cái cột. Và khi mà God Warp đẩy tới thì Raz anh ta mới giật mình. Raz anh ta mới giật mình khi anh ta bị trúng một cái pha bắn rất đau đấy vị trí của Dayan. Và khi mà đi quang đẩy vào thì những thành viên tới PocoStar trở tay không kịp. Đó một tình huống mà chủ quan cho PocoStar. Tôi nghĩ ngày hôm qua PocoStar muốn test tay nhưng là một ngày thi đấu mà họ không có cho mình sự tập trung. Và rõ ràng là khi mà God of War đẩy vào thì họ không thể đỡ nổi đấy cái tình huống này. Trong khi đó thì WG cũng có một tình huống chạy bo khá hay. Cái vị trí chạy bo ở WG nó không quá đẹp. Trước mặt họ có một hòn đá, nhưng để chạy đến hòn đá đấy cũng sẽ là khoảng thời gian tương đối dài. Và thậm chí là bị Magic Squad cam. Ở khu vực này thì God of War tiếp tục chạy bo vào, họ là team duy nhất chạy bị hở người, thế nên họ bị bắn tới đối phương. Trong khi đó thì WG có những tình huống trao đổi sát thương rất tốt đối với cả vị trí của Magic Squad. Thì cái điểm đứng này ở WG tuy nó không quá đẹp nhưng dù sao thì nó vẫn sẽ có một cái vách để họ dựa vào. Đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là WG chọn cái điểm chạy bo là khá ok. Đấy, chọn điểm chạy bo là khá ok, chỉ có tiếc cái là họ hình như là không quét sạch cái vị trí của Magic Squad thì phải. Đấy, SP họ cũng có một pha giao tranh. Đây có lẽ là ván thi đấu tốt nhất ở SP Sport ở trong ngày thi đấu này. Ở một diễn biến khác thì chúng ta cũng được thấy đó là God of War họ mở một pha tấn công vào chân những thành viên của Loud. Nhưng đây cũng là một tình huống mà tôi nghĩ rằng là khá mạo hiểm dành cho vị trí của God of War. Đấy, dành khá mạo hiểm dành cho vị trí của God of War ạ. Đây là vị trí của Expand này, Bru này cũng tham chiến ở trong khu vực này. WG sau đó họ có một cái điểm nấp khá đẹp. Lúc này God of War họ gãy rồi, God of War họ bị AWO quá nhiều và cái chính là Lao có một điểm đứng quá đẹp. Thì WG lúc này họ ở khá gần vị trí của Bru đấy, khá gần vị trí của Bru. Và Cyrus có một cái xu hướng là anh ta muốn lao lên, nhưng Krillin mẹ đang ở tương đối xa. Và cái quan trọng ấy là chúng ta vẫn còn một cái thằng đó là EXPS Dew
thì WG không phát hiện ra vị trí của Dew ở đây. Và đây là một cái rất là tai hại cho giai đoạn sau này. Lúc này thì Cyrus đẩy vào một tình huống bắn, Cyrus lấy được mạng Moshi. Đấy, Cyrus rất nhanh. Anh ta biết được rằng là có khả năng có một team đang đứng ở phía dưới khu vực khu cái chân của lọc dầu. Anh ta lấy được mạng Moshi nhưng mà hơi cầu toàn trong việc cố gắng hạ gục đối phương. Sau đó là một tình huống mà WG họ dội lựu vào và tấn công ở vị trí của Blue Diamond Esports. Và Blue họ bị kẹp giữa cả vị trí của Lao lẫn cả vị trí của đó là Blue, vị trí của WG. Dolphin có bình mã của vị trí của S2, trong đó Joyna bị chết bởi Bo. Wasana để hạ gục vị trí của Kawan 7. Thì lúc này WG đang có cơ hội rất lớn để lấy cho mình cái Booyah vào ván thi đấu này. Và nếu họ lấy được Booyah vào ván thi đấu này, có lẽ lượng điểm họ sẽ trội hơn lên rất nhiều. Tuy nhiên có điều là bởi vì trước đó chúng ta không phát hiện ra vị trí của XPS Dew, và cái này là một điều rất là nguy hiểm. Lúc này Dolphin Krillin có lấy được cho mình mạng vào vị trí Wasana. Một trận đấu mà WG kiếm rất nhiều điểm, nhưng có Dew ở phía đằng sau. Và The Ghost hình như anh ta cũng không phát hiện ra cái vị trí của Dew cho đến khi Dew có tình huống tấn công. Đấy, và lúc này thì WG bị tách ra nhá. Cái phần đằng sau của The Ghost bị cấu máu tới từ vị trí của SPD. Trong cái đó thì những người còn lại thì cố gắng mở một cuộc tấn công vào vị trí của Lao. Những cái vị trí chạy boy nó quá hẹp. Drag 7 bị ả gục tới vị trí của Dolphin, như Mexico ả gục vị trí của Cyrus. Đấy, và khi mà đẩy vào thì WG họ bị kẹt ở trong cái chỗ container đấy. Giá nhưng mà toàn bộ đội họ di chuyển một sớm hơn một chút đấy thì nó sẽ ok hơn. Tuy nhiên thì sau đó chúng ta bị một vấn đề là kể khi Clean có trong tay nó M79, chúng ta lại bị tấn công đến vị trí của Dew, và Dew anh ta lấy đi vị trí của Clean. Rất khó chịu đến được những người chơi có kỹ năng cao đấy, rất khó chịu luôn. Dew anh ta bắn như là kiểu gắn phần mềm vào tay ấy. Anh ta tiếp tục hạ gục được Clean. The Ghost đẩy qua bắn chết vị trí của The Ghost luôn. Quá ghê. Và cái này nó kỹ năng cá nhân. Và WG chỉ lại mình đó là Dolphin mà thôi. Lúc này thì SPD của anh ta lại bị ả gục tới vị trí của Mexico. Và Lost 21 ở Mexico đẩy vào lấy cho Lao cái Booyah trên tay của WG. Rất tiếc này cả WG trong bản thi đấu này. Nhưng dù sao đây có lẽ là bản thi đấu hay nhất của các team Việt Nam ở trong ngày thi đấu hôm qua. Ở trong bản thi đấu tiếp theo thì chúng ta có cái đảo Thế Kỷ. Đảo này thì nói thật là cũng không ổn cho lắm dành cho các đội Việt Nam. Với điểm nhảy dù của mình thì P-Sport đã nhảy gần vị trí XPS, trong khi đó thì PocoStar tiếp tục tấn công vào vị trí God of War, hoặc là God of War vào đây họ cố tình nhảy vào đây để họ test tay của PocoStar. Đấy, có lẽ là God of War họ chủ động vào đây để họ chơi PocoStar, tôi nghĩ là nó hợp lý hơn. Một ngày thi đấu mà các đội họ cũng mang tính là thử nghiệm khá nhiều. Đấy, God of War họ nhảy vào đây thì đây là khu vực quen thuộc của PocoStar, thế nên God of War họ sẽ không có được mình lợi thế. Và liên tục họ bị truy đuổi tới thành viên là Poco. Poco thì họ có mình 3 mạng gục của vào vị trí God of War từ khá sớm. Sau đó thì God of War họ bị lộ vị trí thì đối phương bắn thôi. Đi quan với lượng đồ rất là mỏng thì anh ta cũng không thể làm được gì. Và God of War thì cho dù là hồi sinh lại được nhưng mà một lượng điểm khá lớn nó rơi vào tay của thành viên là Poco Star. Thì đây cũng là một cái rất là tiếc. Nhưng mà thôi, một ngày chơi mang tính thử nghiệm thì chúng ta có thể hy sinh ngày chơi này cũng được. WG thì nhảy ở gần vị trí của Magic Squad. Và đây là một ván đấu mà WG họ hold được vị trí của Magic Squad khá lâu. P-Sport thì họ đối đầu với SP Sport. Và đây là một ván đấu mà những thành viên của P-Sport đã làm tốt trong một pha đối đầu với cả người Thái Lan. Không mấy khi chúng ta thắng ở Thái Lan. Nhưng mà sau cái trận đấu này thì huấn luyện viên SP cũng có nói là ngày hôm qua họ có những cái bài thử nghiệm khá nhiều. Nhưng tôi vẫn nghĩ đây là một tình huống thi đấu rất hay tới vị trí của P-Sport và giúp cho ông ta có được mình mạo vào vị trí của người Thái Lan. Tình huống này thì thật ra là cũng không có nhiều cái đáng nói, tại vì là P-Sport đã bị tách người. SP Sport đã bị tách người, và P-Sport đơn giản là họ có một pha phối hợp 4-3 và có được mình đó là nhiều trang bị hơn. Một tình huống thi đấu ổn, trong khi đó Dion bắt lẻ được một người chơi đến vị trí XPS. Nhưng mà đây thì P-Sport họ lại xuất hiện ở đây. P-Sport họ bay vào đây rất nhanh. P-Sport họ cũng biết được rằng là khả năng cao là đối phương quay về DK Square để hồi sinh, vì cái điểm hồi sinh ở đây nó sáng. Thì P-Sport bay qua ngay, và P-Sport có được bình một pha đánh phủ đầu vào chính vị trí của God of War. Và God of War họ lại cũng khá đau đầu. Tôi nói nếu mà có các mạng gục thì chủ yếu là Việt Nam qua giao tranh nhau khá nhiều. Đây đã là cái tình huống thứ tư mà các team Việt Nam giao tranh với nhau ở trong ngày rồi. Thì P-Sport đây là một trận P-Sport có được mình nhiều điểm, và họ có được mình đó là 7 điểm. Đây có lẽ là trận đấu mà ổn nhất đến vị trí của P-Sport, tôi nghĩ là như vậy. Trong khi đó thì cái ván trước đó thì WG ở chơi hay.
đến cái vòng bo thì Magic Squad họ vẫn chiếm lên cái khu vực ngã tư, và WAG thì có vẻ như là khi mà họ áp sát vào họ bắn nhau giao tranh với Magic Squad thì họ không lấy được nhiều máu đến từ Magic Squad, và họ quyết định là sẽ lùi ra. Họ quyết định là lùi ra, những bo thì nó sẽ thiên về xu hướng Magic Squad nhiều hơn. Lúc này thì P-Sport họ cũng bị soi đến vị trí AQ, nhưng mà AQ cái thời điểm họ soi họ chỉ soi ra được một thành viên đến từ P-Sport mà thôi, và AQ cũng không biết chính xác là P-Sport còn lại bao nhiêu người. Một trận đấu mà các đội tiếp tục có tình huống chạy bo khá tàn. Ở đây thì P-Sport họ lại lùi ra khỏi vị trí của bo, thì tôi đoán là lúc này họ đang cố gắng là loot thêm cho mình lượng đồ, tại vì ở đây thì có cái máy, có cái hộp trang bị cấp 2. Thì họ qua đây, ở đây có cái máy phóng của trang bị cấp 2, thì họ qua đây để họ kiếm cho mình một lượng đồ tương đối. Poco thì cũng sau pha giao tranh rất căng thẳng, thì họ chạy lung tung. Đấy, đây là CG họ đối đầu với AQ. Thật ra thì AQ họ đang bắt đầu hơi bị xuống sức so với giai đoạn đầu game, so với giai đoạn đầu mùa giải. Ở đầu giải thì AQ cái lối chơi cấu rỉa AQ rất khó chịu, mà Bình Vinh Quang Bẹp bảo lối chơi trộm chó ấy. Đấy, nhưng mà đến ngày thi đấu hôm qua, hoặc là đến cái tuần thi đấu thứ hai và ngày thi đấu hôm qua, thì bắt đầu thấy là cái khả năng chơi trộm chó này bắt đầu nó bị suy giảm. Ở đây là một cái căn nhà 2 tầng, cái căn nhà này nó thủ rất tốt và nhiều team đã đoán đây là một căn nhà mà nó sẽ nằm ở trong bo. Cả WG và God of War cũng đều có những cái xu hướng suy nghĩ như vậy. Lúc này thì ở trong vòng bo còn tới 29 người và 8 team, thì đây là một vòng bo mà có thể coi là nó khá giống với cả chung kết. Đấy, nó khá giống với chung kết, và God of War Dragon đẩy qua thì người ta bị hạ gục tới vị trí Wasana. Wasana có một tình huống xử lý rất ổn luôn và lấy được mạng với God of War. Trong khi đó thì God of War khi mà họ đẩy vào đây ấy, thì họ cũng suy tính là chuyện là chiếm cái nhà 2 tầng, nhưng mà Thorax rồi thì CG qua đấm liên tục tục đấy, thì đỡ thế nào được, qua đấm liên tục thì đỡ thế nào nổi hả các chàng trai. Và một diễn biến khác là Magic Squad họ lại có mình một ván thi đấu rất là ổn. Bru thì họ đẩy vào trong căn nhà này. Lúc này thì WG họ chiếm được khu vực tầng 2, cái WG chỉ còn lại đó là 2 người thôi. WG chỉ còn lại 2 người thôi, và Bru họ đẩy vào đây, họ muốn lấy căn nhà này. Cả Bru và cả Magic Squad đều muốn lấy căn nhà này. Ai cũng muốn chiếm cái khu tầng 2 tại vì nó quá kín. Đấy, và lúc này thì WG họ vẫn chơi kiểu sống dai thì huyền thoại. Lúc này WG không có nhiều khả năng để giao tranh. Đấy, bởi vì là bị kẹp với quá nhiều hướng, thậm chí cả 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 team Bru này rồi cả Magic Squad, thậm chí cả Thorax cũng nhảy ở bên trong căn nhà này. Quá đông. Nhưng Magic Squad thì họ cũng khá là ngần ngại. Trong cái đó là Bru ấy, như tôi đã có nói trên livestream, là họ không biết trong căn nhà này có bao nhiêu người. Họ không biết trong căn nhà này chính xác có bao nhiêu người, họ không dám đẩy vào. Họ không dám công ở bên trong vì họ biết ở dưới chân họ có một team khác. Nên là nếu mà bây giờ họ công vào mà gặp biến gì thì có thể nguy hiểm. Thế nên là sau đó ấy, Bru họ lại quyết định bỏ căn nhà này. Đây đây chính là thời điểm mà Joina và Wasana họ dùng Tatsuya bỏ căn nhà này. Thì vô tình họ để lại căn nhà này dành cho, đó là vị trí Magic Squad. Thứ nhất ấy là bên Bru họ muốn tách ra, họ không muốn đứng ở căn nhà này nữa vì họ không biết là bên trong còn 2 hay 3 hay 4 thành viên WG và có Magic Squad ở đấy nữa, nên là họ quyết định là sẽ đẩy qua cái cánh còn lại tấn công vị trí CG. Thì mục tiêu của Bru ấy là hạ gục sớm ở vị trí CG. Nhưng mà CG còn đông người quá. Lúc ấy Bru họ chỉ nghĩ là CG còn độ khoảng 1 2 người thôi để họ tấn công ở đây, sau đó họ sẽ quay ngược lại họ bắn vào vị trí Magic Squad. Nhưng mà cái tính toán này của Bru thì nó không thành công bởi vì CG họ chống đỡ ghê quá. CG ở chống đỡ quá ghê và họ còn thậm chí lấy được cả người đến từ thành viên của Bru. Đấy, mặc dù là sau đó và Bru cái tình huống đẩy qua này thì họ để hở cái lưng đằng sau cho Magic Squad bắn. Sau khi Magic Squad giải quyết 2 thành viên WG thì cái khoảng bắn họ quá rộng và 2 team Thái thì coi như dâng cái Buya dành cho Magic Squad rồi. Đấy, Bru nhiều khi họ cũng thần thánh nhưng không phải lúc nào họ cũng dự đoán đúng và họ cấm luôn cái điểm dành cho những thành viên tới Magic Squad. Đôi khi là trong trận đấu chúng ta vẫn có sự lựa chọn không đúng, kể cả một đội là nhà đương kim vô địch thế giới đôi khi vẫn sẽ sai lầm. Thế nên là chúng ta cũng không thể khắt khe quá với đội tuyển Việt Nam được. Và Magic Squad có nó bình, nó là cái Buya màn thi đấu này. Ở trong trận đấu tiếp theo thì chúng ta bốc ra đó là đảo Sa Mạc, không phải bọn tôi bốc nhé mà ban giám khảo bốc. Thì chúng ta lại tiếp tục có một tình huống mà P-Sport và WG nhảy gần nhau, trong khi đó thì God of War lần này không bị ai hỏi thăm nữa. Poco Star đã quay về khu vực đó là cái khu đấu trường rồi. Đấy, họ không hỏi thăm God of War nữa. Đấy, nhưng mà chỉ có chúng ta sau đó tự hỏi thăm nhau. Chúng ta tự hỏi thăm nhau mà thôi. Thì God of War ở trong giai đoạn đầu game ấy, họ
lại muốn di chuyển sớm ở bên trong khu vực đó là Foundation, nhưng mà sau khi mà rời khỏi cái khu vực Shrine ấy và nhảy vào Foundation ấy, ngay lập tức họ bị đụng với cả những thành viên tới AQ. AQ thì họ cứ loanh quanh ở đấy, nhưng khu vực này cũng quá đông. Nhưng God of War họ đã xử lý tốt. Tính ra trong các đội giao tranh thì tôi thấy God of War ngày hôm qua họ làm rất ổn trong một cái khoảng giao tranh đầu game. Thì có thể ở đến chung kết thì God of War họ sẽ khá là vững ở trong cái khoảng giao tranh đầu game này. Tiếp theo chúng ta có một tình huống mà Expand Expand họ tấn công vị trí WAG, thì WAG họ không để ý. Tôi không biết sao mà WAG họ lại không canh cái hướng mà phía The Sub đi sang. Từ phía khu vực tàu ngầm đi sang thì WAG họ lại không có được bị sự phòng bị. Và thậm chí là The Axel, người chơi bắn tỉa của team Expand, họ chạy được đến giữa cái xương sống rồi mà từ Ghost anh ta không có bất kỳ phản ứng gì. Đây là một tình huống mà đây, thậm chí là Cyrus anh ta tức là WG lúc đó họ cứ nhìn về phía của mê cung thôi. WG cứ nhìn về mê cung thôi, trong khi đó thì Too Fast thậm chí lên tận nơi rồi. À, Too Fast lên tận nơi rồi và Kram MKS chúng ta phát hiện vị trí của Cyrus rất là đơn giản. Mà lúc đó thậm chí là Cyrus lúc đó anh ta mới nhận ra, anh ta bị bắn anh ta mới nhận ra là có người. WG chơi khá mất tập trung ở trong tình huống này và Cyrus quyết định là bay lên. Đấy, lúc này thì Cobra và MKS Kram đã tiến lên đến nơi rồi. The Ghost thì anh ta cũng The Ghost thì anh ta chỉ nhìn thấy cái tình huống mà thành viên của Expand leo lên cái mỏm đá thôi. Còn The Axel anh ta đi thẳng lên cái xương sống đây này. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình không? The Axel này anh ta đi thẳng lên, The Axel anh ta đi thẳng lên trên cái xương sống này. Mà The Ghost anh ta không biết, The Ghost đặt ra một quả keo, nhưng quả keo này của The Ghost là để chống những cái người chơi như là Kram MKS bắn vào. Một pha tình huống thi đấu khá rời rạc đấy, vị trí của WG khá rời rạc WG. The Ghost thậm chí là anh ta đặt quả keo chỉ để thủ cái pha tấn công đấy từ Too Fast và Kram đấy. Trong khi đó thì The Axel đây bắn rất thoải mái luôn, đến khi mà bị bắn mấy nhát rồi The Ghost mới đặt keo ra. Hôm nay muộn rồi The Axel đã đến quá gần, The Axel đã đến quá gần và một tình huống bắn K98 của The Axel hạ gục được đó là vị trí của The Ghost. À, bắn bằng M82B nhé, bắn xuyên keo. Lúc này thì The Axel anh ta lấy được mạng của The Ghost luôn. Và sau đó anh ta tiếp tục một tình huống bắn ở vị trí của Cyrus, một tình huống mà thực sự là WG họ quá mất tập trung ở trong cái pha phòng ngự của mình. Lúc này thì Cyrus anh ta vòng xuống và anh ta tấn công, anh ta hạ được vị trí của Kram, anh ta hạ được vị trí của Kram và sau đó thì Cyrus bắn này nhưng chưa hạ được đối phương, anh ta quyết định bay lên có một pha kết liễu. Nhưng mà khi bay lên thì thật ra Cyrus anh ta cũng phải tính toán là đây là tình huống mà WG nên chạy thay vì là cố gắng lao lên để lấy mạng để từ đối phương. Thì khi mà Cyrus bay lên thì tất nhiên là có Too Fast rồi Cobra ở đấy, Cyrus phải nằm xuống mà không lấy được mạng của Kram. Thế mới đau, tại vì Kram anh ta sẽ được đối thủ lấy cái súng hồi máu ấy, búp 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 máu cho, chích máu cho. Và tự nhiên WG bị mất đi cho mình cái điểm nấp này, rất là đáng tiếc. Và một tình huống mà rất mất tập trung đến từ WG và chỉ còn lại đó là vị trí của Killian mà thôi. WG nên 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 chú ý. Tại vì Expand họ đi cũng rất lộ liễu. Expand đi rất lộ liễu mà WG không phát hiện ra. Thì cái này là chúng ta cần phải check lại khả năng kiểm tra, khả năng phòng ngự đấy là WG trong ván thi đấu này. Tiếp theo thì WG thì coi như là sau đó thì no hope để có thể di chuyển vào game. Thì chúng ta có một cái tình huống nào cũng khá đáng chú ý, đó là Expand trận này họ bắt bài cả ba đội Việt Nam luôn. Expand một phát họ bắt bài cả ba đội Việt Nam. Ở đây tình huống bắt bài nó như nào, thì trong cái tình huống mà God of War bắt đầu di chuyển, P-Sport thì họ bắt đầu chạy bo từ khu vực Foundation đấy. God of War thì họ di chuyển ở bên trong khu vực căn nhà này và đây cũng là một khu vực đây. Đây, God of War này họ đã quét được cái khu vực, đó là cái khu vực mà có cái điểm hồi sinh này dưới cái đấu trường này này. Thì là God of War họ quét được khu vực vào đây và họ muốn di chuyển vào đây để có một cái điểm thủ bo đẹp, để một điểm thủ bo khá đẹp. Và trong khi đó thì P-Sport cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà khi P-Sport họ triển khai cái chiến thuật của mình thì P-Sport họ không để ý rằng đằng sau lưng họ có một team đi theo, đó là Expand. Đây, lúc này thật ra ở vị trí này Expand đã nhìn thấy P-Sport rồi và Expand họ đoán rằng P-Sport sẽ sử dụng cái máy phóng ở khu vực Shrine để bay qua, đó là khu vực khu dân cư. Và Expand họ cũng muốn dùng cái bài này. Đấy là lý do tại sao mà hoàn toàn là Expand có thể đi thẳng qua cái cầu sắt này, nhưng họ quyết định là đi qua cái cầu khỉ. Đấy, quyết định là đi qua cái cầu gỗ đó. Và đây, và lúc này là cái thời điểm các bạn biết tại sao Expand họ bị rơi xong không?
Tại vì là cái người lái xe của họ ấy đang nhìn những thành viên V-Sport nên anh ta bấm nó bị trượt. Đấy. Ngay lập tức có một tình huống ngã ngã xe. Đấy, tình huống ngã xe khá khá hài. Nhưng thực ra đây là cái tình huống mà X-Pen họ đã nhìn thấy. Họ đã nhìn thấy những thành viên ở P-Sport bay đi. Đó, và mặc dù là một tình huống ngã xe khá hài, nhưng X-Pen, cái điều quan trọng là họ đã bắt được vị trí của P-Sport. Và khi P-Sport đẩy vào đây tấn công ở vị trí God of War, thì X-Pen họ xuất hiện ở phía đằng sau. Ô, bất ngờ chưa? Và oh my god, bất ngờ chưa? Đó là một tình huống mà X-Pen họ tấn công rất ổn và có được mình những mạng gục và rất nhanh. Và thôi rồi. Và thôi rồi, P-Sport ơi. Thôi rồi, God of War ơi. Chúng ta bị bắt mà không thể chống đỡ được gì. Và đó là những cái tình huống có lẽ là cuối cùng ở trong cái ngày thi đấu này dành cho các đội Việt Nam. Sau đó, các đội Việt Nam chúng ta cũng không tạo được nhiều ấn tượng nữa. Vòng bo thu vào. WAG thì họ cũng hồi sinh được, nhưng mà đồ ít quá. Đồ ít quá cũng chẳng thể múa được gì. Ở trong tình huống sau đấy, chúng ta vẫn còn lại hai thành viên là Cyrus và Dolphin hồi sinh lại, nhưng mà có lẽ là cũng chỉ là những cái nỗ lực rất khó khăn. Nhưng rất tiếc ở WAG là trong giai đoạn đầu game họ đã có một giai đoạn đầu game yên bình, nhưng sau đó là một tình huống công khá đơn giản tới X-Pen, mà một mình ông X-Pen ông ấy quấy hết tất cả đội Việt Nam trong bán thi đấu này. Và chúng ta kết thúc ngày thi đấu với một lượng điểm cộng không được cao. Thực sự thì cái điểm cộng ngày hôm qua Việt Nam thì nó cũng thực sự là không ý nghĩa gì. Thực sự là cái điểm cộng này thì không ý nghĩa gì đối với cả đội Việt Nam cả. Tổng cộng thì chúng ta có mình đó là WG và God of War có mình 1 điểm. Nhưng rõ ràng là vào chung kết thì AXP Sport và Thorat họ sẽ được đánh giá cao hơn chúng ta. P Sport không kiếm cái điểm nào, trong khi đó thì AQ kiếm được 4 điểm, Ru 3, X-Pen của Malaysia 2. Hai đội của Brazil kiếm được nhiều điểm, đó là 6 điểm và 5 điểm. Thì từ Messi Squad và Lao có lẽ là ngày hôm nay họ sẽ cố gắng kiếm thêm lượng điểm tương tự như vậy. Còn CG thì một ngày thi đấu rất điên của CG. Đầu ngày họ bắn không được hay, nhưng mà đến cuối ngày bắn rất ghê, họ có mình 8 điểm. Và cái này nó sẽ quyết định cục diện của cuộc đua vô địch. Thì một số những cái đội có điểm cộng sẵn mà họ lại có đội mạnh nữa thì họ sẽ bước vào cuộc đua vô địch. Còn có lẽ là đối với WG, God of War và B-Sport thì chúng ta vẫn phải nỗ lực khá nhiều nữa. Ok, thì đó là cái tổng kết nhanh, phân tích nhanh một số tình huống của các đội Việt Nam trong 6 ván thi đấu ngày thi đấu hôm qua. Thì hy vọng đội Việt Nam chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm trong một số tình huống xử lý để ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng là kiếm thêm được những cái điểm point rush càng nhiều càng tốt, để cái tâm lý của chúng ta khi bước vào chung kết của ngày Chủ nhật ngày mai nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã ngồi theo dõi rất lâu video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, một subscribe nha. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.